Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa. Ngày mới mình thân chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay lịch trình của mình không phải là đi dạo phố, đi chợ và nấu ăn, mà hôm nay là dạo phố và đi ngắm hoa. Nơi đây là chỗ hoa màu tím rất là đẹp, nguyên một đồi rất là dài, hàng năm đều trổ. Mình thường xuyên đến đây ngắm và sẵn dịp hôm nay mời cả nhà cùng đi ngắm với mình nha. Bây giờ mời cả nhà xem video vui vẻ. À, đến nơi rồi cả nhà ơi, bây giờ mình tìm chỗ đậu xe rồi mình đi bộ qua ngắm hoa. Rồi bây giờ mình mời cả nhà cùng ngắm hoa với mình nha. Vừa ngắm hoa vừa nghe tiếng chim hót, rồi tiếng gió rì rào. Ở trên không thì nghe tiếng máy bay, cho nên hôm nay mình không có xóa cái âm thanh gốc để vừa ngắm hoa vừa nghe tiếng ồn ào của không gian bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi ngắm hoa nha. Một đồi hoa rất là lớn và dài. Ở trên đó mình nhìn thấy là xe chạy ngang qua tuốt ở trên đồi á.
Và đây là một loại hoa mới nè cả nhà, cũng là màu tím, đẹp lung linh luôn.
cô. Dạ. Ơi nặng quá hả bác? Xe kìa bác, xe, xe. Cả nhà ơi, video mình khá dài rồi, xin tạm dừng nơi đây nha. Mình cũng không quên nói lời cảm ơn đến cả nhà bấy lâu nay luôn yêu thương xem video và ủng hộ. Mình mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và hạnh phúc mỗi ngày. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video sau.